tím nó hơi nhạt hơn tí xíu, nó không có lên màu giống như cái nhãn lồng tím, mà ăn lại thì nó ngon hơn. Hay bà con chúng ta trồng kinh tế thì chúng ta có thể tham khảo về cái giống nhãn sườn tím. Còn khi mà quý bà con nào mà muốn trồng mà trồng chậu, trồng kiển, trồng sân thượng thì chúng ta trồng cái nhãn lồng tím này nha bà con. Xin chào quý bà con thân yêu, mình là Ly. Hiện tại Ly đang có mặt tại trung tâm cây giống, địa chỉ đường đặt ở ấp 3, xã Tân Bình, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Lời đầu tiên Ly muốn thay mặt trung tâm cây giống gửi là chúc sức khỏe và là chúc bình an đến quý bà con trong suốt thời gian qua. Bà con luôn ủng hộ và tin cậy bên trung tâm cây giống. Còn ngày hôm nay thì Ly sẽ chia sẻ cho quý bà con chúng ta về hai loại nhãn nha bà con. Nhãn tím ha, nhãn lồng tím và cái cây nhãn sườn tím. Và Ly sẽ chia sẻ nó khác nhau như thế nào luôn ha bà con. Ly sẽ chia sẻ cái cây nhãn lồng tím trước nha. Nhãn lồng tím thì chúng ta trồng chậu á bà con, trồng chậu trồng đất á, thì tầm khoảng là từ 12 tháng thôi nha bà con. Nếu như chúng ta chăm sóc tốt hơn thì nó sẽ ra trái sớm hơn. Nhãn này đặc biệt là cho trái rất là sớm. Nếu như chúng ta mà cắt cái đọt này nè, nó sẽ đi thêm một cái cơ là nó sẽ kèm ra hoa là đậu trái luôn nha bà con, rất là dễ đậu trái luôn. Nên quý bà con nào mà thích trồng chậu, trồng kiển, trồng thưởng thức một vài cây trồng bonsai thì chúng ta có thể tham khảo về giống nhãn lồng tím này nha bà con. Tại vì cái nhãn lồng tím nó mang cái tố màu tím rất là đẹp, cái vỏ bên ngoài á bà con nó màu tím rịm luôn, nó rất là đẹp. Trong ruột thì nó màu trắng nha bà con, ở trong cái lồng cái hạt á thì nó cũng sẽ màu tím luôn, nó rất là đẹp quý bà con thấy không, cái lá nó sẽ màu tím luôn. Rồi khi cái trái nó sẽ màu tím luôn, chúng ta trồng phong thủy, trồng chậu ha bà con, trồng cảnh, trồng làm vườn thì rất là đẹp và sang chảnh ha bà con. Những cái trái gì mà mang lại thứ nhất là màu đỏ nè, thứ hai là màu tím nè ha bà con, thứ ba là màu vàng thì cái sự may mắn vào nhà của chúng ta rất là nhiều ha bà con, tài lộc vào rất là nhiều. Và đặc biệt hơn nữa là gần Tết ha bà con, nếu như nhà của chúng ta mà sở hữu một cây nhãn tím rất là đẹp ha bà con, cho trái thòng thòng luôn. Bên Ly cũng thường xuyên đi cái vườn nhãn tím này rất là nhiều rồi. Còn thể loại nhân giống của cây nhãn tím là cây ghép ha bà con. Cây ghép như vậy thì chúng ta rút ngắn được cái thời gian cho trái rất là nhiều. Và cái giá trị kinh tế của bạn nhãn lồng tím này thì nó tầm khoảng là 80.000 đến 120.000 trên 1kg nha bà con. Giá trị kinh tế nó rất là cao ha. Chúng ta có thể trồng kinh tế đó nha bà con. Những khi mà chúng ta mà trồng cái tháng thứ 10 hoặc là 12 tháng thì nó sẽ ra trái, nhưng mà trái cái sản lượng nó rất là ít đối với những cái anh chị trồng chậu trong vườn thôi ha bà con. Nếu như chúng ta trồng kinh tế thì nó tầm khoảng là từ 2 năm rưỡi đến 3 năm thì trái nó sẽ sai ha bà con, và cái độ tuổi và cái năng suất nó sẽ tăng dần lên theo cái năm tháng và sẽ theo cái độ tuổi của cây nữa nha bà con. Nhãn tím thì một trong những loại cây kinh tế rất là cao ha bà con, đặc biệt nữa là cái này là nhãn lồng tím ăn rất là thơm. Rồi tới cây thứ hai là cây nhãn sườn tím nha bà con. Nhãn sườn tím thì cũng là cây ghép luôn quý bà con chúng ta thấy không, cây ghép ha. Còn nhãn sườn tím thì chúng ta trồng đất á, thì nó cũng tầm khoảng là 12 tháng ra trái nha bà con. Chúng ta cắt cái đọt thì nó bung cái lụa lên, nó bung cái đọt non lên thì nó kèm theo trái luôn, cho trái rất là sớm luôn, cho trái sớm hơn là những loại truyền thống của chúng ta ha bà con, cho trái rất là sớm. Và cái nhãn sườn tím như vậy thì nó sẽ ăn ngon hơn nha bà con, nước nó sẽ khô hơn, ruột nó sẽ giòn hơn và cái cơm nó sẽ vàng hơn cái nhãn lồng tím của chúng ta đây. Nhưng mà ngược lại thì nó sẽ không có đẹp bằng cái trái, nó sẽ tím dợt ha bà con, tím nó hơi nhạt hơn tí xíu, nó không có lên màu giống như cái nhãn lồng tím, mà ăn lại thì nó ngon hơn ha bà con. Chúng ta trồng kinh tế thì chúng ta có thể tham khảo về cái giống nhãn sườn tím. Còn khi mà quý bà con nào mà muốn trồng mà trồng chậu, trồng kiển, trồng sân thượng thì chúng ta trồng cái nhãn lồng tím này nha bà con, đây hai loại đây. Còn khi mà quý bà con chúng ta mà muốn mua cái nhãn sườn tím hoặc cái lãng nhãn lồng tím nè, cái nhãn sườn tím thì khi đi cơ đọt á thì nó sẽ màu tím luôn ha bà con, trong cái thân này nè cái lá nó sẽ màu tím ít hơn cái đầu cuốn á bà con, cái đầu cuốn thì nó sẽ màu tím nha, đi cơi non nè cái thân nó sẽ màu tím luôn, nhưng mà cái lá nó sẽ màu xanh, cái lá non á nó sẽ màu tím nha bà con, còn khi lá già thì nó màu xanh ha. Còn cái lá nhãn sườn tím thì nó dũm dũm lại nè, nó cuốn ngược xuống dưới ha bà con, cái lá nó sẽ cuốn ngược xuống dưới, nó rất là giống với cái nhãn sườn cơm vàng của chúng ta. Còn cái lá mà nhãn lồng tím thì cái lá nó sẽ to hơn, cái bề bản nè nó sẽ to hơn và cái lá nó sẽ tím hơn, nó tím hết cây luôn á bà con, cái lá nào nó cũng tím hết trơn gì nè, quả trái nó ra nó đỏ tím rất là đẹp luôn. Nhà mà chúng ta mà sở hữu được một cái cây nhãn như vậy, trái sum xơi hết bà con, mà đỏ tươi như vậy thì là rất là đẹp hết bà con. Những cái vị khách hoặc là những cái hàng xóm của chúng ta hết bà con tới nhà thì thấy những cái cây mà nó lồng thòng mà đỏ rực ở trên cái cây của chúng ta ha, làm cái nhà của chúng ta bật sáng lên rất là nhiều hết bà con. Và đặc biệt hơn là nữa, mang lại sự may mắn và tài lộc cho quý bà con ha, những cái sắc tố màu đỏ như vậy thì chúng ta có thể trồng phong thủy được nha bà con, trồng phong thủy rất là tốt luôn nè. Đây, cây trồng chậu, trồng sân thượng, trồng kinh tế ha bà con, rất là đẹp.
Hôm nay thì Ly sẽ chia sẻ cho quý bà con chúng ta về top 2 loại nhãn nha bà con, đáng trồng. Rồi, cô chú anh chị nào đang xem video thì nhớ cho Ly xin một nút đăng ký để luôn luôn cập nhật những cái video mới nhất từ bên trung tâm cây giống Upland. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại vào 18:30 hàng ngày nha bà con. Ly tiếp tục chia sẻ cho quý bà con chúng ta nhiều hơn và nói nhiều hơn về cái cây nhãn tím nha bà con.